Nhìn chơi. Đây anh Ngọc, đây quý vị, cô gái, con gái bị bệnh, bị dị tật, tai nạn hồi nhỏ của bà cô đây. Chiều nay cô gái này đi chùa về rồi không có ở nhà, thì em cũng gieo cái duyên từ anh Ngọc, Ngọc Anh đến cũng hỗ trợ giúp gieo duyên dùm cho cô trong cái tình thế của gia đình. Tình thế của gia đình bình thường vậy đó. Thành ra nên hôm nay hồi chiều em quay nhưng mà cô bé này không có ở nhà. Giờ có cô đây về đây cũng quay đưa cho Ngọc. Rồi em cũng cảm ơn. Thay mặt cảm ơn anh Ngọc đi. Cảm ơn anh Ngọc. Cảm ơn anh. Thì anh hứa là hỗ trợ cho mẹ em á. Là tháng nhiều ít gì đó. Thì đó cũng là cái tinh thần, cái tình cảm. Thì mình cũng... cũng có cái gì đó mình cảm ơn lại lại anh với Hân. Nói chung là anh cũng chân tình, cũng mới biết nhưng mà anh cũng thấy chân tình, tình cảm về cái rồi anh cũng gieo duyên, cũng mở lòng vậy đó. Cái gì đó thì của ít lòng nhiều thì mình cũng cảm ơn. Anh đi lại nó đi, là lại đứng với mẹ đi em nữa. Đấy, thấy hoàn cảnh rồi đó. Thôi được rồi, cũng quay chung như này được rồi. Thay mặt cho gia đình cảm ơn anh Ngọc nha. Những cái gì em chia sẻ rồi để cho anh với chị rồi cũng biết hoàn cảnh của cô vậy đó. Mình cũng mở lòng, mình gieo duyên được chừng nào thì gieo duyên giúp đời vậy đó. Đây cũng là cái phước, cái duyên. Anh Ngọc Anh thì cũng qua trung gian là con cũng vậy đó, cũng biết ảnh cái rồi con cũng kể hoàn cảnh trường hợp vậy đó cái rồi ảnh cũng kêu thôi nếu như trường hợp đặc biệt vậy thì thôi để anh hỗ trợ, anh cố gắng anh hỗ trợ cho gia đình cô, ít cũng không nhiều nhưng mà cũng cố gắng để hỗ trợ để gánh bớt cái phần nào cho gia đình cô trong cái lúc khó khăn như thế này. Thì đó cũng là cái tình cảm, cái lòng người họ trang trải san sẻ vậy đó. Đây cô gái năm nay 53 tuổi đó, bị tai nạn hồi nhỏ rồi đến bây giờ vậy đó, người cũng không có được hoàn hảo cho lắm. 52 hả? Năm tuổi. Còn một cô con gái nữa thì gửi vào trung tâm ái rồi, trung tâm hỗ trợ rồi, cho nên cô đó không về, lâu lâu mới về. Lâu lâu mới về đây được. Chỉ còn một cô này đây, cô là cuộc đời cô cũng bất hạnh cái rồi, có hai đứa con gái rồi lại trừ lại. Rồi cũng gánh thêm cái gánh nặng của em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Rất nhiều. Em cũng không nói gì hơn. Rồi. Vậy thì em thay mặt cho anh Ngọc. Em cũng thay mặt gia đình, em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Ngọc Anh. Rất nhiều. Bây giờ em cũng không biết nói gì nữa. Rồi em cũng thay mặt cho gia đình cô cảm ơn anh Ngọc nha. Chúc sức khỏe anh, cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm ăn có nhiều tiền để giúp đỡ cho đời. Có thể em chúng tiền giúp lại. Đúng rồi, có thể chúng tiền giúp số giúp lại. Em cũng hy vọng là em chúng tiền giúp số em giúp lại cho người khác chứ em cũng. Rồi thay mặt cho anh Ngọc chúc sức khỏe gia đình cô nha, vượt qua khó khăn này. Rồi, em xin dừng clip đây.